đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thủy quân lục chiến của lữ đoàn 810, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một đoàn xe quân sự của Ukraine với vũ khí và trang thiết bị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở khu vực Kursk. Một sĩ quan đơn vị của thủy quân lục chiến lữ đoàn 810 Nga cho biết, ở vùng Kursk, một đoàn cơ giới của lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 82 của lực lượng vũ trang Ukraine được trang bị xe bọc thép từ các nước thành viên NATO đã bị phía Nga phá hủy hoàn toàn. Video về đoàn xe Ukraine bị phá hủy đã được chuyển giao cho hãng thông tấn RIA Novosti của Nga. Chỉ huy đơn vị thủy quân lục chiến lữ đoàn 810 Nga nói với hãng thông tấn RIA Novosti, kết quả của một trận chiến ngắn ngủi, thủy quân lục chiến của lữ đoàn 810 đã tiêu diệt hoàn toàn một nhóm cơ động của lực lượng vũ trang Ukraine di chuyển trong một đoàn xe ở vùng Kursk, trong đó có xe bọc thép từ các nước NATO, gồm cả hai xe bọc thép HMMWV của Mỹ Hummer, một số xe bọc thép Rosell Senator của Canada và một xe bọc thép hạng nặng Cougar do Mỹ sản xuất. Một xe chiến đấu Cougar, một xe bọc thép chở quân Stryker và hai xe Rosell Senator đã được trao tặng cho thủy quân lục chiến như những chiến tích. Trong trận cuộc giao tranh, khoảng 20 tay súng Ukraine cũng thiệt mạng. Theo vị chỉ huy đơn vị thủy quân lục chiến lữ đoàn 810 Nga, ngoài thiết bị quân sự, các chiến binh còn thu giữ các tài liệu của quân đội Ukraine, hộ chiếu, thẻ căn cước quân đội, chứng chỉ huấn luyện. Trong tay họ còn có vũ khí cá nhân do các nước thành viên NATO sản xuất, đạn dược, áo giáp và mặt nạ phòng độc, thiết bị liên lạc và tác chiến điện tử. Trong khi đó, theo báo Pravda của Ukraine, lữ đoàn tấn công đường không số 80 của Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở Kursk, phá hủy một trạm kiểm soát biên giới và bắt giữ hơn 50 tù binh trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ nước láng giềng từ ngày 6 tháng 8. Trong thông điệp đăng tải trên Facebook ngày 16 tháng 8, lực lượng Ukraine viết, khi tiến đến trạm kiểm soát biên giới rút ra, các nhóm tấn công của lữ đoàn 80 đã nhận được sự yểm trợ của pháo binh và xe bọc thép hạng nặng. Đối mặt với hỏa lực dữ dội từ pháo binh Ukraine và nhìn thấy xe tăng Ukraine ở trạm kiểm soát, quân Nga đã đưa ra quyết định đúng đắn. Họ giương cờ trắng đầu hàng lính Ukraine và cùng những binh sĩ bị thương tiến về biên giới Ukraine. Ngày 17 tháng 8, hãng tin Sputnik dẫn lời một phát ngôn viên quân sự Nga cho biết, 24 quân nhân thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 22 của các lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã đầu hàng quân đội Nga một cách có tổ chức gần làng Komarovka ở Kursk. Trước khi đầu hàng, họ đã liên lạc với chúng tôi qua kênh Telegram Free Soldier 2022. Giao tranh giữa Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn trong khu vực. Theo Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sysky, binh lính Ukraine đã tiến gần làng Malolobnia thuộc Kursk và hy vọng sẽ bắt giữ thêm tù binh Nga tại đây. Ngược lại, Moscow khẳng định quân đội Nga đã chặn đứng đà tiến của đối phương và khiến Kiev mất hơn 2.800 binh sĩ cùng 41 xe tăng trong nỗ lực tấn công xuyên biên giới. Theo bài viết ngày 17 tháng 8 từ cổng thông tin Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ của Đức, các yêu cầu bổ sung cho viện trợ quân sự từ Bộ Quốc phòng theo khuyến nghị của Thủ tướng Olaf Scholz sẽ bị từ chối. Cổng thông tin này trích dẫn một bức thư từ Bộ trưởng Bộ Tài chính Christian Lindner gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Boris Pistorius ngày 5 tháng 8, nêu rõ các hạn chế đối với viện trợ quân sự. Báo cáo cho biết thêm rằng, viện trợ quân sự dự kiến cho Ukraine có khả năng giảm đáng kể trong những năm tới, với dự đoán giảm xuống dưới 1/10 số tiền hiện tại vào năm 2027. Bức thư của ông Lindner cho thấy Bộ Tài chính không dự đoán việc dừng đột ngột viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, các quỹ dự kiến sẽ không phải từ ngân sách Đức mà từ tài sản bị đóng băng của các ngân hàng Nga. Các tác giả nhắc nhở rằng tài sản của Nga được ước tính khoảng 300 tỷ đô la Mỹ. Theo quyết định của các nước G7, từ lãi suất số tiền này sẽ được sử dụng để tài trợ cho các khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Các nhà báo của FAZ lưu ý rằng việc sử dụng tài sản của Nga là không chắc chắn và gây tranh cãi về mặt pháp lý. Các tác giả Karsten và Schossler đã viết rằng có thể nghi ngờ việc liệu quỹ của Nga có thể được sử dụng trong tương lai hay không. Tác động của việc hạn chế ngân sách đã rõ. Một số khoản mua sắm, chẳng hạn như hệ thống phòng không IRIS-T do DA Defense đề nghị cung cấp cho Ukraine đã không được tài trợ. Bài viết của FAZ nhấn mạnh rằng các quỹ được phân bổ cho viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay, khoảng 8 tỷ euro, đã cạn kiệt và mức chi tiêu cho năm tới, 4 tỷ euro đã vượt quá hạn mức. Theo FAZ, đã xuất hiện nhiều những chỉ trích về quyết định của chính phủ trong cả liên minh cầm quyền và trong các đảng đối lập Liên minh Dân chủ và Xã hội Cơ đốc giáo.
nghị sĩ Liên minh Dân chủ Igor Gerdyshyn đã cáo buộc Thủ tướng giả dối, nói rằng Thủ tướng Scholz hứa hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong khi muốn trở thành Thủ tướng của hòa bình. Nghị sĩ của Đảng Dân chủ Xã hội Andreas Schäfer đã nhấn mạnh rằng việc hạn chế viện trợ của Đức đã đặt Ukraine vào một tình thế khó khăn. Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể xem điều này là dấu hiệu rằng Đức đang rút hỗ trợ cho Ukraine, làm cho việc đạt được giải pháp ngoại giao trở nên khó khăn hơn. Nghị sĩ Schäfer đã hỏi nếu Ukraine thua cuộc chiến, lên tới 15 triệu người tị nạn có thể rời khỏi đất nước, có bao nhiêu người trong số họ sẽ được đến Đức? Trước thông tin rằng chính phủ Đức đang dừng việc viện trợ quân sự cho Kiev, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Henry Tikhii đã nói, các báo cáo về việc Đức dừng viện trợ quân sự cho Ukraine là không chính xác. Đây là hành vi thao túng tương tự như những lời đồn đại trước đó, rằng khoản viện trợ quân sự trong năm tới sẽ bị cắt giảm một nửa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Ukraine cho biết thêm, Đức đang lập ngân sách và Ukraine theo dõi chặt chẽ quá trình này. Ngân sách dự kiến sẽ được phê duyệt vào tháng 11, và khi đó một mức độ hỗ trợ của Đức cho Ukraine mới được công bố. Theo ông Tisky, Kiev tiếp tục hợp tác với các đối tác để duy trì và tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Chúng tôi khẳng định mỗi euro đầu tư vào việc tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine đều đóng góp cho an ninh của toàn bộ châu Âu. Ông nói, chúng tôi hy vọng chính phủ Đức sẽ tìm ra cách cung cấp thêm kinh phí cho nhu cầu phòng vệ của Ukraine trong năm nay. Thưa quý vị, mới đây, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã công bố video bắt giữ binh sĩ Ukraine ở tỉnh Kursk. Trước đó, Ukraine cũng tuyên bố bắt được binh sĩ Nga ở tỉnh này. Cụ thể, theo video do Nga công bố, 3 binh sĩ Nga đang áp giải 5 binh sĩ Ukraine đi thành hàng. Sau đó, các binh sĩ Ukraine đã phải nằm úp xuống đất để binh sĩ Nga kiểm tra người. Theo Bộ Quốc phòng Nga, số binh sĩ trên thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 80 và 82 của lực lượng vũ trang Ukraine. Còn theo video của Ukraine công bố, binh lính Nga cũng nằm úp trên mặt đất dưới sự kiểm soát của phía Ukraine. Theo Cơ quan An ninh Ukraine ngày 15 tháng 8, 102 binh sĩ Nga bị bắt thuộc Trung đoàn Súng trường Cơ giới Vệ binh 488 của Nga và đơn vị Akhmat của lực lượng này là nhóm binh sĩ lớn nhất bị bắt cùng lúc kể từ năm 2022. Theo các nguồn tin, binh sĩ Nga và binh sĩ Ukraine sẽ được trao đổi với nhau. Ủy viên Nhân quyền Ukraine Dmytro Dubinets trong tuần này nói rằng ông đã nói chuyện với người đồng cấp Nga về việc trao đổi tù binh. Ukraine và Nga thường xuyên trao đổi tù binh. Lần trao đổi gần đây nhất là vào tháng trước, các quan chức Ukraine thông báo nước này đã nhận về 3.405 binh sĩ bị Nga bắt giữ kể từ tháng 2 năm 2022. Theo Defense Express ngày 6 tháng 8, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội triển khai xe tăng Abrams để tấn công một cứ điểm của Nga ở gần thành phố Bobrov, vùng Donetsk. Xe tăng này được vận hành bởi Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47. Đại diện Lữ đoàn số 47 cho biết, xin cảm ơn các đơn vị trinh sát về những hình ảnh rõ nét. Đợt tập kích bằng xe tăng Abrams đã làm giảm sức ép cho binh lính Ukraine trong khu vực. Dù đã cam kết chuyển giao 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine từ đầu năm 2023, nhưng các xe tăng này chỉ mới xuất hiện trên tiền tuyến kể từ tháng 2 năm nay. Báo cáo của trang theo dõi quân sự ORIS tiết lộ, các xe tăng của Mỹ đang thể hiện không tốt trong thực chiến và Ukraine đã mất 11 chiếc Abrams trong thời gian qua. Trên thực tế, loại xe tăng Abrams được Washington gửi tới Ukraine là phiên bản cũ M1A1 thay vì M1A2 như dự kiến. Các xe tăng mà Kiev nhận được cũng không có đủ công nghệ như phiên bản của Mỹ, bao gồm việc thiếu lớp giáp uranium nghèo. Sau khởi đầu không mấy ấn tượng, quân đội Ukraine hiện sử dụng xe tăng Abrams như những hệ thống pháo tầm xa nhắm vào các cơ sở tập trung nhân lực và thiết bị của đối thủ. Theo hãng tin Reuters của Anh, sau khi Ukraine bất ngờ tiến quân vào khu vực Kursk ngày 6 tháng 8, binh sĩ nước này đã kiểm soát khu vực rộng hơn 1.000 km2. Chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, Oleksandr Siersky, ngày 15 tháng 8 cho biết, quân đội Ukraine đã kiểm soát hàng chục ngôi làng và hơn 1.000 km2 lãnh thổ ở tỉnh Kursk của Nga. Ông Siersky nêu rõ, tổng cộng, kể từ khi bắt đầu các hoạt động ở tỉnh Kursk của Nga, quân đội chúng tôi đã tiến sâu 35 km. Chúng tôi đã kiểm soát 1.150 km2 lãnh thổ và 82 khu định cư. Phía Nga cũng thừa nhận Ukraine kiểm soát một số khu vực dân cư và đang sơ tán hàng chục nghìn người. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát khu định cư Grupets ở khu vực Kursk. Mỹ không cho phép Ukraine sử dụng loại vũ khí tầm xa tấn công vào Kursk của Nga, không phải vì lo ngại nguy cơ leo thang căng thẳng,
mà do Mỹ chỉ có nguồn cung hạn chế. Đây là thông tin được hãng CNN dẫn nhiều lời quan chức Mỹ công bố 10 ngày sau khi Ukraine bất ngờ phát động cuộc tấn công vào vùng biên giới Kerch của Nga. Ukraine tuyên bố đã kiểm soát 82 khu định cư của Nga, bao gồm thị trấn Sudza. Trước đó ngày 8 tháng 8, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, bà Sabrina Sai đã tuyên bố chiến dịch của Ukraine phù hợp với chính sách của chúng tôi về những gì Kiev có thể và không thể làm với vũ khí Mỹ cung cấp và Kiev đang tự vệ trước các cuộc tấn công xuyên biên giới. Trả lời cho câu hỏi về việc Ukraine được phép tấn công vào lãnh thổ Nga bao xa, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ không ủng hộ cho cuộc tấn công tầm xa. Theo CNN, Washington hiện không cho phép Ukraine sử dụng các loại vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công vào Kerch, bởi tốt hơn chúng vẫn nên được sử dụng để tiếp tục nhắm mục tiêu vào bán đảo Crimea mà Nga đang kiểm soát. Nhiều quan chức Mỹ cho rằng quyết định này xuất phát từ nguồn cung hạn chế của hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS, chứ không phải do lo ngại gia tăng căng thẳng. Lần đầu tiên Mỹ cung cấp ATACMS tầm xa có phạm vi hoạt động hơn 300 km cho Ukraine là vào tháng 3 và chỉ công bố thông tin chuyển giao một tháng sau đó. Mỹ hiện vẫn là nước hỗ trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine, tiếp theo là Đức. Cũng theo CNN, Mỹ và các quan chức phương Tây cảnh báo rằng Ukraine rất khó có thể giữ được quyền kiểm soát trong lãnh thổ Nga. Các quan chức nhấn mạnh thêm, còn quá sớm để đánh giá cuộc đột kích vào Kerch sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả xung đột Nga-Ukraine. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Ukraine xin phép các đối tác của họ để có thể bắn ATACMS, Storm Shadow và Scalp vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết ông đã có cuộc trò chuyện với người đồng cấp Pháp Sébastien Lecornu và trong cuộc trò chuyện đã nêu chủ đề dỡ bỏ lệnh cấm tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ đối phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Devante Patton trước đó đã cho biết Washington đang tổ chức cuộc đàm phán riêng với Kiev về việc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm xa ATACMS trên lãnh thổ Nga. Ukraine đã triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực Kerch phía Tây Nga từ ngày 6 tháng 8. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!